Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách lắp đặt và setup bảng treo tường IKEA SCADIS. Nếu anh em là một fan công nghệ và đặc biệt yêu thích việc setup các hộp máy, chắc chả xa lạ gì với chiếc bảng thần kỳ này. Bộ sản phẩm này mình mua trên Shopee với giá gần 2 triệu đồng, bao gồm một bảng treo tường backboard SCADIS IKEA kích thước 76x56, kèm theo đó là một số những cái phụ kiện có bán lẻ mình có mua thêm như móc treo, hộp đựng, khay kệ, vân vân. Tùy theo nhu cầu của anh em là cần treo nhiều đồ hay ít đồ mà mua thêm. Link shop thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để anh em có thể tiện mua sắm. Vị trí mình định setup sẽ là sau cái case máy tính này. Mời anh em cùng theo dõi video. Trước khi lắp đặt, anh em lưu ý cho mình chuẩn bị một số những cái vật dụng như sau. Thứ nhất, thước đo có thể là thước kẻ, thước cuộn hoặc là thước thủy thì càng tốt. Thứ hai là một cây bút lông hoặc là bút chì. Thứ ba là một máy khoan, hoặc giống như mình sử dụng máy bắn vít cũng được, nhưng phải xài với lại mũi khoan tường xịn nhé. Thứ tư là một cây búa. Và cuối cùng, thứ này rất quan trọng, đó chính là ốc vít và tắc kê. Lúc mà mình tháo ra setup cứ loay hoay tìm mãi, lúc sau gọi điện cho chủ shop mới biết là cái này không có sẵn và phải mua bên ngoài. Thú thật với anh em thì mình không phải là một người giỏi trong việc do it yourself lắm, nên mình đã nhờ mẹ mình vào hỗ trợ để có thể lắp đặt được nhanh và chuẩn hơn. Đầu tiên anh em sẽ cần phải khui hàng ra trước đã. Và để setup thì bước đầu tiên anh em cần sẽ là sử dụng thước đo để xác định vị trí cần treo bảng. Bước 2, sử dụng bút để đánh dấu những vị trí lỗ khoan, và sau đó sử dụng khoan để khoan vào những vị trí mà mình đã đánh dấu. Bước 3, tiến hành đóng tắc kê vào. Bước 4, đặt thanh sắt vào tường và bắt vít cố định. Bước 5, vít thêm hai cái núm nhựa nữa ở bên dưới để giúp bảng có thể tạo khoảng cách được với tường. Sau đó anh em tiếp tục gắn bảng lên thanh sắt bằng hai cái vít vặn ở hai đầu bên trên. Bước 6, gắn các phụ kiện của bảng IKEA anh em có mua thêm như móc treo, giá đỡ vân vân. Và cuối cùng chính là bước setup treo móc các phụ kiện vật dụng để sử dụng tùy theo ý thích của anh em. Chi tiết hơn anh em có thể đọc thêm phần sách hướng dẫn có đi kèm theo sản phẩm. Vậy là mình đã setup xong chiếc bảng IKEA ở trong góc làm việc của mình rồi. Với chiếc bảng thần kỳ IKEA SCADIS này, nó sẽ là một món phụ kiện rất là cần thiết đối với những anh em nào mà yêu thích setup, giúp góc làm việc của anh em trở nên gọn gàng hơn, khoa học hơn. Từ đó sẽ giúp anh em dễ dàng tìm thấy những cái phụ kiện, những cái đồ vật của mình khi cần sử dụng một cách nhanh hơn, tiện hơn. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.